Cho Son và 2 AC ở quân bên họ. Bên mình có 2 per và 1 hit. Vâng, bên họ là Cho Son, AC và AC. Ok, và chúng ta xem một chút bên phía bài. Bài bên này thì Hitty thì tôi cũng chưa thấy gì đẹp lắm này. Vâng, Hitty đây có phải bài Hitty tiêu chuẩn trong truyền thuyết không thì tôi cũng không biết được. Đá qua một chút, quay trở lại bài Pơ thì đã có một vòi về. Thêm một vòi nữa. Có thêm một 7 heal nữa không? Bây giờ tôi chỉ cần 7 heal thôi, tôi không cần quả. Pơ nó không cần quả, tôi Pơ nó chỉ cần 7 heal thôi. Có 7 heal là yên tâm. Ồ, một con voi nó phải tiết kiệm trong những cái giờ phút quan trọng này. Đây đúng là bãi quả thật. Vâng, xịt đúng một 7 heal thôi. Bầu 8 lạc lọng họ gì ở nhà em kìa. What the hell? Ây, voi này. Đúng con voi rồi, đúng một con voi rách. Thôi ăn tạm đi em ơi. Buộc lòng chúng ta phải chấp nhận đau thương này vậy. Bài màu 6 này hơi rách nha. Không biết Hitty trong trận thi đấu này có cân được bản đồ không. Thi đấu từ đầu đến cuối đấy Hitty ạ. Bài màu 8 này rất được này. Màu 8 đi ăn rất nhiều quả luôn. Thấy loang thoáng có hai con heal bên cạnh cánh rừng. Vâng, lên đời cũng là được nhưng mà vấn đề là lên đời xong là hơi xịt. Lên đời xong nó sẽ hơi nghiệt. Là lực nó yếu quá, không làm được cái gì hết.
À, à, khó chịu nhờ. Yếu quá, bài bơ bên này yếu quá. Ôi giời ơi, Tịnh Văn là 700-800 thịt, 900 thịt chưa kích đời kìa. Ok, hiện giờ thì vẫn chưa thấy có những cái biểu hiện là chúng ta đang có lợi thế gì cả. Vẫn đang là những cái biểu hiện đang bất lợi thế thôi. Và đẩy một tên cung R đi đến từ nhà Hitty lên mình. Tôi bảo rồi, bài Hitty này phải cân đồ, cân 3 nhà chứ không phải cân đôi nữa. Một mình đánh 4 trong trận thi đấu này thì đúng hơn. Hai nhà pơ mình là yếu quá. Một mình đánh 4 thằng rồi. Vâng, ghi sai và tỷ số là 1-1. Hai bài pơ quá nghiệt trong trận thi đấu này.